Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Hatscare của mình. Chào mừng các bạn quay trở lại với game Aria Story. Chào mừng các bạn để quay trở lại với game Aria Story. Như phần trước chúng ta đã biết là chúng ta nhận được cái Rainbow khi mà mình đã dùng vào cửa trên kia. Chúng ta lại gặp một vấn đề lớn hơn, đó là một mật khẩu chết tiệt đây. Thật sự là chẳng biết cái gì luôn. Không hay là cái đồng hồ ở đây. Ô oh. Ở đây đây nghiêng bức hương à. Ồ, cánh tay của cái đồng hồ. Giờ mình sẽ lấy đưa cho cái đồng hồ bên kia. Phát khi vào lần này mình không nhấn nhầm nữa. Ghê à, may quá chứ đùa. Đây đi do bức gương cho mình nhìn đấy. Fuck man. Có gì hot kêu con khốn nạn. Ok, nó rơi xuống mình có nhặt được cái gì không? Mày là không. Ok. Đây bên này. Đúng rồi, chỗ này. Xem là chúng ta có thể lên nào đây, cái này cũng đủ đấy. Lấy em quốc nam bê cờ. Ok, bộ mày có thể phối hợp được không nhỉ? Làm sao mà tôi biết mấy cái này? Chúng ta sẽ thử từng cái một, không được gì phải vội cả. Đây có chuyện. Ô bí ngô. Bí. A pumpkin. A pumpkin. Tôi còn chả hiểu cái vẹo gì đang xảy ra đấy cơ. Nhưng mà không có gì nó đổ sát mình là được rồi. Ok, tại sao cái nông nó chuyển ở giữa vậy nhỉ? Sao bí ngô lại đầy đây nhỉ? Why? Có lẽ mình nên quay lại kiểm tra thử văn lại cái đồng hồ nào. Cũng chả hiểu cái gì xảy ra được cơ. Có lẽ là mình văn đúng rồi. Oh, con nín.